cái ngày xưa mà ông chỉ tôi cái cách lột tỏi á, nhưng mà ngày xưa ông chỉ cách lột tỏi là ông còn thiếu sót một Cái gì á? ông nhớ ngày xưa ông nói cách lột tỏi là chỉ, nhưng mà ông chưa có nói cách lột tỏi của cái tỏi mà nó chưa được khô. À, Ông đúng chỉ rồi. cách tỏi, chỉ cái cách lột tỏi mà tỏi 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 khô nó rút vỏ thôi Đúng rồi, mùa này mùa mưa thì chắc không khô nổi đâu. đó. Thấy cái vấn đề là sai lầm Với lại anh lột cái này anh bỏ vô giả nó cũng văng à. thì răng thì phải chịu chứ, lát nữa không mình xuyên xuyên mình lấy dao mình cắt ra, Cỡ nào cũng văng hết. lấy dao mình cắt ra. Để em chia sẻ cho, cách rất là hay nè. Cách để mọi người lột tỏi dễ và khi giả nó không bao giờ nó văng. Anh để em đặt trong tay cho em luôn, để tí anh giả nó văng, để em biết vụ này nó văng. Để biết văng hả, Để biết nó văng, bây giờ em chia thì sẻ cho. mình muốn làm nó văng dễ mà. Bây giờ không tí giả thực tế là nó văng thôi chứ không À phải đâu. Anh đừng có bóc bằng ngón tay, anh lấy con dao anh chẻ đôi ra là xong mà. Nó vừa không bị văng mà vừa dễ ra. thì không, Ừ, anh cái chẻ đuôi của tỏi ra. cắt đầu đi Anh hả, thích cắt, anh cắt. chạy đâu có tỏ ra, Đuôi của tỏi ra. Anh chạy giả chạy nó chạy chạy rách luôn hay là chạy 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 giữ. rách đúng được. Đó. Rồi xong vậy lột ra thôi. Đó. Cái giả không có văng nữa. Một công đôi chuyện á. Đồ gì vậy, nãy sao không ngồi đây không nói sớm, rồi để tôi ngồi tôi bóc 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 gì vậy. À, giả không văng. Ê mà tính ra Ừ. mình cái làm cái này nó tiện với trời Ừ. Một công đôi chuyện luôn. đó. Mình trẻ, thứ nhất là nó sẽ dạ nó không văng, Đúng rồi. thứ hai nữa là mình dễ bóc. Đúng rồi. Đó, một công đôi chuyện. Đồ tính ra cái ba cái chiêu này có ai chỉ đâu trời, Đúng rồi. cái gì nó có một cái bí Ừ. quyết. Giờ giả làm sao văng được, giờ cái mặt mặt bằng ấp đây bà rồi sao mà văng được, còn cái cục này nó tròn tròn thì giả xuống nó trơn trơn, cái này sao mà trơn được, nó sao mà trơn được, sao mà văng được, không thấy không thể nào mà văng được, có thằng kia văng thôi. Văng thì mình dọn giải thục Đúng văng, rồi, chỉ thằng kia văng đây nè, thì đương nhiên là nó tròn, đương nhiên nó không có bị ấy thì nó đúng mới rồi, văng thôi. còn kia mình cắt có mặt phẳng này nó bấm chứ là không văng. Đó, đơn giản vậy thôi, để cách cho mọi người giả mà lột bóc tỏi đơn giản mà giả nó không văng. Tuy đơn giản nhưng mà lại thực tế cao, tại vì nhà nào cũng phải giả tỏi đang hết. Ok, nhớ đăng ký bật chuông. Ok.